Hello, xin chào quý cô bác chị và các bạn đã đến với kênh Đi Tàu Hồ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đường Điện Biên Phủ, đường một chiều về hướng Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh. Cô chú vậy thì chúng ta sẽ đi một bên qua cao hút, một bên Ngô Gia Tự. Thank you.
của tư, mình nói là ở đây là của tư dân. Bên tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Nam Kỳ quận nhất này kia có nhiều ngôi nhà cổ, cô bác chị, nhiều nhà là coi như là giống như là nhà cổ, nhà xưa, nhà thờ thờ Tây thờ Pháp giờ. Cho nên nhà kiến trúc và cổ rất là nhiều, cô chú chị là có giá trị và cao với vị về mặt nhân văn và cũng như là mỹ thuật đó, là kiến trúc công trình của Pháp ngày xưa. Có những ngôi nhà bây giờ là không sửa sang gì hết, cứ để như vậy tại vì nó mang kiến trúc cổ điển ngày xưa ở đây, chứ vậy mái ngói đó. Cho nên là nhà nước mình không có cho mà xây cắt những cái những ngôi nhà như vậy, những nhà cổ như vậy, nó để sau này mình còn được nói chung là được những người khách du lịch người ta thích thú với những, tại vì theo như Vinh Hồ được biết thì những mấy người du khách rất thích những nơi nào mà cổ hồi xưa để lại, tức là những công trình ngày xưa để lại, chẳng hạn như mình nói công trình cổ đại như là tháp kim tự tháp của Ai Cập chẳng hạn, thì là du lịch tới nơi rất là đông đó, ở nhà. Rồi ở Việt Nam thì có cung đình Huế. Ở ngoài Bắc thì ở ngoài Bắc thì có phố cổ, 36 phố phường, phố cổ. Rồi Quốc Tử Giám, ngôi trường Quốc Tử Giám rất là nổi tiếng nha cô chú vậy. Đó là những ngày xưa thời vua Lê tới giờ đó, cô chú vậy, thời Lê tới giờ. Đường Điện Biên Phủ nè, nó rất là đông cô chú chị, nhưng mà nó không phải là giờ cao điểm mà nó vẫn còn đông như vậy. Tại cái lưu lượng đường một chiều á, người ta thích đi, nó dồn vô mới đông vậy đó quý vị. Với lại cái đường Điện Biên Phủ này là cái cửa ngõ để ra lại quốc lộ 1A về sau lộ Hà Nội cho nên là nó xe du lịch nè, rồi xe Toyota, xe nói chung là ô tô rất là nhiều, cộng với xe máy nữa. Nó tới cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì nó dồn lại thì nó hơi đông. Di chuyển nó chậm, kẹt thì không kẹt, không có tiếng gì. Lại đường một chiều nữa khó kẹt.
sẽ đi tới công viên Võ Thị Sáu. Công viên trên đường Võ Thị Sáu là công viên Lê Văn Tám, nằm phía bên phía Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, giáp với là Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Ba mặt nghe có cái gì công viên Lê Văn Tám. Sai sót thì góp ý kiến cho cô chú chị. Đó. Nếu ai có sai chỗ nào thì góp ý kiến. Video nhiều khi video em up lên mà em quên kiểm tra thì nó hơi ngắn. Cô chú anh chị thông cảm giúp em.